Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Trong đêm khuya tĩnh lặng, chợt nghe thấy tiếng động lạ phía sau nhà. Sau khi kiểm tra, cả gia đình hốt hoảng khi phát hiện ra thi thể một người đàn ông nằm trong chuồng gà. Liệu người đàn ông này là ai và nguyên nhân cái chết của ông ta là gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Vào một buổi tối, cả nhà ông Trần Văn Thân, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã chìm trong giấc ngủ. Bỗng trong màn đêm tĩnh lặng, ông Thân nghe có tiếng động lạ. Ông liền thức dậy và bật bóng đèn phía sau nhà mình. Quan sát không thấy có điều gì khả nghi, nghĩ là có chó mèo gì chạy phá nên ông vào nhà ngủ tiếp. Vào tới nhà, vừa tắt điện, lại nghe có tiếng động. Lần này ông nghe rõ tiếng chân người và tiếng gà nháo nhác trong chuồng. Nghĩ là có kẻ trộm gà, ông hô cả nhà dậy, bật điện trở lại, ông chạy vội ra chuồng gà. Ra tới nơi, ông thấy một người đàn ông đang nằm sắp bất động trong chuồng. Mọi người trong nhà phụ giúp ông Thân kéo tên trộm gà qua thành chuồng gà được xây bằng gạch, cao khoảng 60cm. 3-4 người vất vả đưa tên trộm ra khỏi nơi hôi hám ấy. Kế đến, ông Thân và mọi người lấy dây dù, trói chặt tên trộm, phòng khi hắn tỉnh dậy sẽ tẩu thoát. Đồng thời, gia đình ông Thân cũng gọi công an đến xử lý vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt. Các thành viên trong tổ chạy đến xem mặt mũi tên trộm gà và phát hiện hắn đã chết trong tình cảnh cởi trần, bị trói tay chân rất chặt. Sau khi khám xét hiện trường, cơ quan công an kết luận nạn nhân đi ăn cắp gà và bị gia đình bắt được. Sau đó, hắn bị dùng điện tra tấn cho tới chết. Khi nạn nhân chết, để chạy tội nên mọi người dựng hiện trường giả rồi trình báo công an. Cơ sở để đi đến kết luận này là trên cơ thể nạn nhân có những vết bầm đen, cháy da do điện giật, đồng thời có vết trói và xây xác. Thêm vào đó, một người dân sống cạnh nhà ông Thân cho biết, tối đó có một chiếc xe máy tống ba chạy gần nhà ông Thân. Mọi người nghi ngờ ông Thân đã cùng đồng bọn dùng điện tra tấn nạn nhân cho tới chết. Dựa trên những cơ sở đó, ông Thân và một số người khác bị bắt, đưa về đồn công an để phục vụ điều tra. Bị cho là đã giết người bằng điện, dựng hiện trường giả, gia đình ông Thân rất bức xúc và phát đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Họ cho rằng mình vô tội. Sau một thời gian, vụ việc vẫn chưa có gì tiến triển, buộc các cơ quan chức năng có thẩm quyền cao hơn phải vào cuộc. Bác sĩ Phạm Việt Hải cũng đã có mặt để khám nghiệm tử thi, khám xét lại hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng. Cơ quan điều tra phát hiện ra một tình tiết mới. Có một ma trận điện được bố trí trong chuồng gà. Tuy là một lão nông chân lắm tay bùn, nhưng ông Thân rất hiểu biết về điện. Theo nguyên lý đèn sáng thì không có điện thì đèn tắt. Ông đã làm một cái bẫy để chống trộm trong chuồng gà. Vô tình, bẫy của ông đã giết chết người. Lý giải về cái bẫy này, ông Thân mô tả: tôi treo một cái bóng điện phía sau nhà, ở gần chuồng gà. Trong chuồng tôi giăng những sợi dây thép nhỏ, sợi của phanh xe đạp thành những ô vuông, treo lưng chừng. Cả bóng điện và hệ thống ma trận điện trong chuồng gà đều chung một công tắc. Nếu bật công tắc, đèn sáng thì ở chuồng gà không có điện. Ngược lại, khi bóng đèn tắt thì ma trận dây thép ở chuồng gà có điện. Tôi làm cách này để chống trộm gà, nhưng hậu quả thật không ngờ tới. Cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Hải Hùng, 39 tuổi, hiệu phó một trường trung học ở Cái Nước. Trong công việc, ông Hùng được biết đến là một lãnh đạo khá cương nghị, nhưng ngoài đời lại là một người hiền lành và kính tiếng. Ông được cấp một phòng riêng trong dãy nhà tập thể của trường để ở. Nếu đi đường vòng, dãy nhà tập thể này cách nhà ông Thân một đoạn khá xa. Còn đi đường tắt thì gần hơn, nhưng phải lội qua nhiều cái ao lớn, nhỏ khác nhau. Trên bờ ao cỏ cây một tùm, gia đình ông Thân chưa bao giờ dùng con đường tắt này để đi lại. Bác sĩ Phạm Việt Hải, phó khoa giải phẫu Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nạn nhân cởi trần, mặc quần đùi. Điều đặc biệt là nạn nhân có 3 chiếc quần lót nữ mặc ở ngoài quần đùi. Điều này khiến tổ điều tra rất ngạc nhiên. Điểm đáng chú ý là quần đùi của nạn nhân bị ướt hoàn toàn, còn 3 chiếc quần lót nữ vẫn còn khô, chân nạn nhân vẫn còn dính bùn. Những chi tiết này cho thấy nạn nhân đã lội qua các ao, đi đường tắt để tới nhà ông Thân. Theo phản ánh của gia đình ông Thân, thời gian gần đây, mấy người con gái của ông và các gia đình lân cận thường mất đồ lót mà không biết vì sao. 3 chiếc quần lót trên người nạn nhân cũng được xác nhận là của các cô con gái nhà ông Thân. Từ chi tiết này, tổ điều tra mở sang một hướng khác, khám xét tại phòng ở của nạn nhân. Tổ điều tra phát hiện có nhiều gói nhỏ, mở ra có gói là tóc, có gói là lông của phụ nữ, gói còn lại là đồ lót nữ. Chúng tôi tính đến khả năng nạn nhân là một người bệnh hoạn, bác sĩ Hải phân tích. Khi chúng tôi hỏi làm sao để biết ông Hùng không trộm gà, bác sĩ Hải mô tả lại tình huống. Theo nguyên lý hoạt động của ma trận điện thì có thể phân tích như sau. Khi đèn chưa sáng, nạn nhân đang ở sau nhà ông Thân, ngay sau phơi quần áo gần chuồng gà. Khi có tiếng động, ông Thân bật điện, nạn nhân hoảng sợ và bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy đi đâu?
Trong đầu nạn nhân xuất hiện câu hỏi ấy, nếu chạy trở lại con đường trước đó thì sẽ bị phát hiện ngay. Bởi lúc đó, ông Thân cũng đi ra sau nhà kiểm tra, buộc ông Hùng phải chạy về phía chuồng gà, nơi có nhiều cây cối để ẩn nấp. Lúc này, trong chuồng gà chưa có điện, vì ông Thân đang bật đèn để kiểm tra nên không có vấn đề gì xảy ra. Sau đó, do kiểm tra không thấy gì, ông Thân quay vào và tắt điện. Lúc này, điện trong chuồng gà đã được kết nối. Ông Hùng bị điện giật nên nhảy loạn xạ trong chuồng gà. Nghe tiếng động và gà bay nháo nhác, ông Thân vội chạy trở ra và phát hiện nạn nhân đang trong chuồng gà. Điều này là hợp với lời khai của nghi can. Kết quả giám định pháp y cho thấy da ở lưng và bụng nạn nhân có xây xát, nhiều chỗ trên cơ thể có vết bầm tím và vết trói của dây, hai khuỷu tay bị xây xát, bên trong phủ tạng bị xung huyết. Từ kết quả này và những cứ liệu thu thập được, cộng thêm lời khai của nghi can, tổ điều tra đi đến kết luận nạn nhân chết là do điện trong chuồng gà của ông Thân giật. Điều này đã bác bỏ những cáo buộc rằng ông Thân và một số người đã dùng điện tra tấn ông Hùng đến chết. Tuy nhiên, ông Thân cũng không tránh khỏi liên quan về cái chết của vị phó hiệu trưởng khi dùng điện để bẫy trộm bắt gà. Bác sĩ Hải cho biết, trường hợp của ông Hùng rơi vào một loại bệnh mà giới y học gọi là biến thái tình dục hay là bẫy dục vật. Với những người này, họ không ham muốn chuyện quan hệ tình dục với người khác giới, chỉ thích tôn thờ vật của người khác giới, chủ yếu thường xảy ra ở nam giới. Những vật ấy có thể là một nhúm tóc, nội y, bãi nước bọt hay bãi nước tiểu của người khác giới. Tất cả những thứ này làm kích thích tham muốn cho họ. Ái vật đến mức nó trở thành một rối loạn tâm thần là khá hiếm, với ít hơn 1% bệnh nhân tâm thần được khảo sát cho đây là vấn đề của họ. Bệnh chỉ được xác định nếu thỏa mãn hai điều kiện sau. Trong khoảng thời gian ít nhất là 6 tháng, bệnh nhân thường xuyên tưởng tượng khơi dậy tình dục, có ham muốn tình dục hay những hành vi liên quan đến việc sử dụng đồ vật để thỏa mãn tình dục với một cường độ cao. Và điều kiện thứ hai là những tưởng tượng đó gây ra đau khổ tâm lý nghiêm trọng hay làm cản trở các mối quan hệ trong xã hội, nghề nghiệp của bệnh nhân. Những trường hợp không hội đủ hai điều kiện trên thì được xem là không mắc bệnh và sẽ tự khỏi trong vòng thời gian 5 năm. Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới thì ái vật là một tưởng tượng phổ biến và chỉ nên được coi là một rối loạn khi nó làm suy giảm chức năng hoạt động bình thường hoặc gây ra đau khổ. Do đó, mục tiêu của điều trị là để loại bỏ các hoạt động tội phạm, giảm sự phụ thuộc vào các đồ vật để thỏa mãn tình dục, nâng cao kỹ năng quan hệ hoặc cố gắng để loại bỏ hoàn toàn kích thích lệch lạc này. Các bằng chứng cho hiệu quả điều trị còn hạn chế và vẫn đang được nghiên cứu. Cơ quan chức năng đã xác nhận ông Hùng có nguy cơ cao mắc căn bệnh trên, đồng thời cũng phải thừa nhận rằng hành vi biến thái của tên phó hiệu trưởng trên là khó chấp nhận được. Thế nhưng, việc dùng điện để bẫy trộm bắt gà của gia đình ông Trần Văn Thân là khá nguy hiểm. Biết đâu nó sẽ vô tình làm hại chính người thân của gia đình ông trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.